Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi số đối thoại thứ 6 bàn về dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Trong năm số đối thoại trước thì chúng tôi đã cùng các khách mời bàn về những điểm thay đổi trong dự thảo luật phòng chống tham nhũng liên quan tới đề xuất là đánh thuế 45% đối với tài sản có nguồn gốc không rõ ràng hay là việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức. Và trong 3 số vừa rồi và gần đây nhất thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả muốn chúng tôi phân tích kỹ hơn về thực trạng của việc kê khai tài sản của cán bộ công chức hiện nay, cũng như chúng ta có những hình thức cơ chế giám sát để việc kê khai không hình thức và mang lại hiệu quả như chúng ta mong đợi. Thì đó là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi với các khách mời trong số đối thoại tuần này. Tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Khải, Phó Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển PIDS. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thành viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ và tiếp tục trả lời những ý kiến của quý vị khán giả gửi cho chúng tôi sau khi mà chúng tôi thực hiện 3 số đối thoại bàn về việc là công khai, là kê khai tài sản của các cán bộ công chức. Thì trước khi mà chúng ta trao đổi về chủ đề ngày hôm nay thì xin mời các vị khách mời và quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Tôi lấy ví dụ một cái rất sinh động thế này. Ở một cái kỳ họp Quốc hội, cái khóa đầu tiên bao giờ cũng là bầu các chức danh chủ chốt ở Quốc hội, thì có vị được bầu, được đề xuất là bầu vào cái chức vụ thì rất là chủ chốt ở Quốc hội đó. Thì trong kê khai tài sản của mình thì kê khai là chỉ có một cái gian nhà cấp 4 thế thôi. Thế nhưng mà thực ra thì không phải như vậy, cho nên nó có cái mỉa mai là có các vị ở đoàn đại biểu Quốc hội, cụ thể là như Lao Cai chẳng hạn, thì khi mà xem những cái báo cáo tổng hợp về cái kê khai tài sản lý lịch của những ứng cử viên đó, thì các vị ở đoàn đại biểu hội Lao Cai đó nói là chúng tôi rất buồn. Buồn cái chỗ tức là đến cái vị trí chủ chốt của đất nước, của quốc hội như vậy mà tài sản chỉ có một cái căn nhà cấp 4 thì buồn lắm. Thì như dân chúng tôi còn khổ biết bao nhiêu. Như vậy tức là người ta mỉa mai ở chỗ là đấy không phải là sự thật. Thế nhưng mà cũng không có ai kiểm tra, không ai giám sát, không ai xem xét có đúng sự thật như vậy không. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Thì tôi thấy rằng cái việc kê khai tài sản nó không chỉ là vấn đề để mà răn đe, để mà chống. Mà tôi lại nghĩ là còn thêm một cái khía cạnh rất quan trọng nữa. Nó là xây nữa. Nó xây dựng cho con người ở cái thế hệ hiện nay một cái đạo đức làm việc, công vụ, đạo đức làm cán bộ. Thế và từ đó để cho noi gương, nêu gương cho thế hệ con cháu mình. Con cháu mình về sau này thấy à, cha ông mình làm việc tốt, rất là công tâm, rất là đạo đức. Thì nó được thụ hưởng cái kết quả đó. Nghĩ là đã lúc, đã khi xây dựng nhân với quyền thì phải tuân thủ pháp luật, mà đã không, hầu hết là không được vùng cấm nữa. Không có một thế lực nào được can thiệp vào đứng trên pháp luật nữa. Thì chúng ta mới, cuộc phòng chống tham nhũng mới thắng lợi. Vâng, thưa các khách mời, vừa rồi chúng tôi đã trích lại một số ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong các số trước với rất nhiều những cái góc nhìn khác nhau liên quan đến việc là kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức hiện nay. Vậy thì ngày hôm nay với vai trò, vị trí và những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của các khách mời thì các khách mời có thể chia sẻ là cái thực trạng của việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức hiện nay như thế nào? Trước là tôi xin mời ý kiến của ông Túc ạ. Phải nói rằng thời gian vừa qua chúng ta tiến hành cái kê khai tài sản đối với cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Do lần đầu tiên làm cái việc này, thành chúng ta còn nhiều bỡ ngỡ. Và phải nói rằng đúng như nhân dân nhận định, cái làm của chúng ta thời gian vừa qua mang tính hình thức. Vì khai nhưng không có ai kiểm tra giám sát cả. Đối mặt trận chúng tôi, việc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, khi mặt trận tiến hành cái vấn đề hiệp thương giới thiệu thì đều xem lại những cái bản kê khai, và chúng tôi yêu cầu rằng tức là những bản kê khai đó phải được xác minh. Thì hầu như tất cả những bản kê khai trong những năm gần đây không được xác minh, mà cũng không được nhân dân cả tại địa bàn dân cư cũng như cán bộ viên chức tại cơ quan đồng chí đó ra ứng cử có ý kiến. Thì rõ ràng rằng cái việc đó nó mà không mang lại tác dụng để xác định xem tức là cái người ứng cử đó có thực sự là cái người đúng như
cái tài sản mà họ kê khai hay không. Thành nó dẫn đến tình hình một số đại biểu quốc hội vừa rồi chúng ta phải bãi nhiệm chính là vì cái tài sản bất minh. Và Hội đồng Nhân dân cũng nhiều vị ở các cấp đều bị như vậy. Tôi cho rằng đây là một cái lỗ hổng rất lớn. Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị cần phải cải tiến lại. Ví dụ trong 2 triệu 400 cán bộ công nhân viên thì chúng ta nên phân loại. Cái loại nào mà động chạm nhiều đến tài chính, đến kinh tế, tức là nhạy cảm với những vấn đề mà có khả năng tham nhũng thì chúng ta quan tâm. Chứ không phải tất cả 2 triệu 400 nghìn người đã quan tâm thì làm sao hết được. Đấy là một. Cái thứ hai, cần phân cấp. Thí dụ như lớp cán bộ do Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý thì Bộ Chính trị Ban Bí thư có trách nhiệm giám sát và thẩm tra cái bầu cử. Thế còn do các thành ủy thì thành ủy lo, huyện ủy, huyện ủy đó có sự phân cấp như phân cấp cán bộ. Và trong cái số lo đó thì chúng ta lại phân loại. Thí dụ có những anh em chẳng bao giờ có liên quan đến tiền cả thì chắc là không có điều kiện để tham nhũng. Thế nhưng có những anh em không liên quan đến tiền nhưng mà lại có chức vụ về mặt tổ chức cán bộ, có tính chất tức là mua đi bán lại, thì chúng ta lại rất chú ý đến chuyện đó. Thành tôi muốn nói rằng cần phải có những phân cấp và phân loại, và đã trong đó đi vào một số những trường hợp nhạy cảm để chúng ta tiến hành đến nơi đến chốn. Vâng ạ, về giải pháp là chúng ta sẽ bàn kỹ vâng, cái đúng. Phần sau ạ. Còn vâng, về thực trạng thì như những gì ông Túc, đúng như thế. Ông Túc chia sẻ thì hai khách mời nghĩ thế nào? Hai khách mời có thêm thông tin không ạ? Đúng là như bà Túc đã nêu lên thì tôi thấy rằng là đấy là vấn đề băn khoăn hiện nay của nhân dân cũng như là của những nhà quản lý. Chúng ta quy định là cái đối tượng phải kê khai tài sản là những người mà có giữ các cái chức vụ quản lý thì đều phải thực hiện kê khai. Rồi là những cái cán bộ công chức viên chức không giữ chức vụ quản lý nhưng mà lại làm ở những cái vị trí mà nhạy cảm, ví dụ chẳng hạn như là liên quan kế toán, liên quan đến vấn đề liên quan đến tổ chức cán bộ tuyển dụng, liên quan đến các cái vị trí như là đấu thầu hay thi cử vân vân thì cũng phải thực hiện kê khai, bởi vì đấy là có cái nguy cơ người ta có thể có những cái phát sinh tham nhũng. Và như vậy thì có lẽ cái việc mà chúng ta kê khai ấy, nó đã phủ các cái đối tượng, phủ kín các đối tượng là gọi là có nguy cơ tham nhũng, nó phủ kín. Nhưng tuy nhiên phủ kín như thế thì đúng như bác Túc nói rằng là nó nhiều quá như thế, cho nên là bây giờ kê khai xong thì ai là người kiểm soát xem cái bản kê khai có đúng hay không, và khi kiểm soát xem nó có biến động hay không thì có thật hay không. Nói có thể người ta có tài sản người ta không kê, hoặc thậm chí có những người kê nhưng không có tài sản, bởi vì người ta đề phòng trong tương lai người ta có thì bây giờ kê trước. Và như vậy thì rõ ràng cái giá trị của việc kê khai cho đến thời điểm hiện nay là gần như chúng ta chưa thấy nó rõ nét. Kê khai cũng để đấy thôi, chứ còn kê khai đã thực sự là giúp cho việc chống tham nhũng được chưa thì chưa nhìn thấy, với số lượng phát hiện ra rất là nhỏ. Và thậm chí có khi đến cái lúc mà xảy ra chuyện tham nhũng, xảy ra những cái chuyện về vụ án rồi thì cái tài sản nó tẩu tán rồi. Cũng không nắm được. Cho nên là quả thật kê khai tài sản là một trong những công cụ để phòng chống và để kiểm soát tài sản cho cái việc là xử lý tham nhũng, nhưng cái hiệu quả nó trên thực tế là còn rất là thấp. Quả thật đây cũng là vấn đề mà sẽ phải trao đổi rất nhiều trong cái dự thảo luật phòng chống tham nhũng đang lấy ý kiến này. Đúng như anh Cường và anh Túc nói, tôi cho rằng cái việc kê khai tài sản này thì chúng ta làm cũng không phải là ít đâu, làm rất nhiều đấy. Tất nhiên là mới, nhưng mà cái kết quả nó mang lại không được như ý muốn vì có nhiều lẽ. Trong đó có một trong cái việc mà tôi nghĩ rằng cái người ta coi cái kê khai tài sản này nó cũng như là một cái việc mà mang tính chiếu lệ hình thức để mà gọi là có cái như là kiểm điểm đảng viên cuối năm mà người ta in sẵn rồi, cứ thế điền vào sau đó rồi là nộp. Và cái bước tiếp theo hậu kê khai nó là cái gì thì không có, cho nên nó dẫn đến một cái thực trạng là gì. Năm 2017 vừa qua, theo Tổng Thanh tra Lê Minh Khái cho biết, chúng ta là cũng có tới hơn 1 triệu người kê khai, nhưng mà phát hiện ra đâu có 5 trường hợp là không trung thực, còn lại là đến 99% là trung thực.
cứ coi như là không có vấn đề gì. Thế còn ở trước đó năm 2016 thì cũng là 1,1 triệu. Thì cái thời kỳ đó Tổng Thanh tra Chính phủ là anh Huỳnh Phong Chanh ấy, công bố một con số rất là rõ ràng là không trong hơn 1 triệu người này không có ai là trung thực cả, à không có ai là không trung thực cả, đều 100% là trung thực. Và cái con số ấy làm cho dân người ta ngạc nhiên, bởi vì nếu mà thế thì bộ máy của chúng ta mạnh quá và rất tốt. Nhưng mà tại sao tham nhũng nó lại cứ đẩy ra mà chúng ta không phát hiện được? Cái những con số này nó nói lên một cái vấn đề mà dân bức xúc và báo chí cũng lên tiếng. Tôi cũng giật mình, nghĩ rằng nó chuyện bình thường. Nhưng mà khi vào mạng thì có vào để tra cứu xem là trong cái mục kê khai tài sản và thu nhập ấy thì có bao nhiêu người truy cập và có bao nhiêu thông tin tư liệu. Con số khủng khiếp là 52.300.000. Trong vòng mấy chục giây thôi. Với 52.300.000 những cái thông tin nói về chuyện kê khai tài sản và thu nhập không được đúng như ý muốn và không minh bạch, thế rồi là không có kiểm soát. Nó nói lên một thực trạng là rất đáng báo động cho chúng ta. Và đấy chính là một cái điều kiện mà không thực hiện nổi cái công cuộc chống tham nhũng. 52 triệu là kết quả tìm kiếm ở trên mạng khi mà tìm vào nội Google. Dung vâng. Lạc về kê khai tài sản đấy ạ. Về kê khai tài sản trong cái mục tôi tức kê là cái số người quan tâm đến cái chủ, số cái người quan tâm đến như thế. Được. Và người ta lên báo lên mạng. Có ý kiến. Hơn 52 triệu lượt người có ý kiến về cái có ý kiến về cái chuyện này. Khi mà nhắc tới kê khai thì có hai vấn đề. Thứ nhất là kê khai có trung thực hay không. Và thứ hai là kê khai sau khi những cái bản kê khai đó là có được công khai, mọi người có được tiếp cận hay không ạ? Vậy thì đầu tiên là chúng ta đã nói về cái sự trung thực trong kê khai ạ. Thì trong số trước thì ông Vũ Mão có đưa ra một cái ví dụ, đó là ngay một cái đại biểu quốc hội mà khi kê khai thì tài sản cũng gần như là không có gì. Đó có phải là một thực tế nó rất là phổ biến hiện nay trong cái việc trung thực về kê khai không ạ? Phải nói thật cái thế này, khi mà bầu cử quốc hội, vì tôi làm nhiều khóa bầu cử quốc hội nhưng có kê khai, thì mình thấy những năm gần đây các đồng chí lãnh đạo chủ chốt ở trung ương ấy thì có nghiêm túc hơn. Nhưng mà trong cái số mà do ủy ban trung ương phải giới thiệu ấy, thì rất nhiều đồng chí kê khai rất sơ sài, mà lúc bấy giờ đưa ra mặt trận có chức năng hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội thì trong đoàn chủ tịch cũng ý kiến rất gay gắt rằng thế này thì chúng tôi thiếu trách nhiệm, chúng tôi không kiểm soát được cái tài chính của các vị, mai kia mà có chuyện gì thì như vậy trách nhiệm của đoàn chủ tịch. Thế nhưng mà lúc bấy giờ các đồng chí lãnh đạo nói rằng thôi bây giờ nó ở mức thế này, mai kia có sự việc thì sẽ xem xét và xử lý. Ngay cả trong bầu trung ương cũng thế, cũng có những ý kiến trung ương đảng ấy, cũng có ý kiến là có những đồng chí A, đồng chí B có những vấn đề thế này cần xem xét, nhưng mà bây giờ đến kỳ bầu rồi chúng ta cứ tiến hành rồi mai kia có điều kiện có sự việc chúng ta sẽ xem xét. Và vừa rồi thì thấy là ngay trung ương một vài đồng chí mà trước đây tức là trong đại hội người ta đã có ý kiến vừa rồi bị xử lý rồi, và trong mặt trận chúng tôi cũng có những cái đồng chí mà đại biểu quốc hội vừa rồi bị xử lý. Mà những cái trường hợp đó trước đây thì đoàn chủ tịch đã có ý kiến chứ không phải không có ý kiến. Thành qua cái đó thấy rằng cái việc làm của chúng ta tới về vấn đề kê khai là phải công khai trước cán bộ công nhân viên ở nơi anh công tác và ở cái địa bàn cư trú nơi anh sinh sống hàng ngày, chứ không thể làm như từ trước cái này được. Thì tôi suy nghĩ như thế. Tiếp theo cái ý kiến anh Túc, tôi xin lỗi anh Cường, tôi nói thêm một chút nữa về cái điều lúc nãy tôi nói, tức là người ta nhận thức cái việc kê khai này nó đơn giản quá, nó như là mang tính chất chiếu lệ. Đúng. Thì tôi lại nghĩ một cái điều rằng cái gốc của vấn đề chính ở chỗ ấy, và vậy thì kê khai nó mang những ý nghĩa gì, mục tiêu gì? Tôi tán thành nhiều cái buổi trước đây, nhiều anh như là anh Nguyễn Sĩ Dũng rồi là anh Giao và luật sư Nguyễn Thanh Đức nói là mục tiêu là để phòng chống tham nhũng. Nhưng tôi còn nghĩ hơn nữa,
tôi cho rằng còn có thể có ý nghĩa khác cao và sâu xa hơn nữa. Đấy là gì? Đấy là cái văn hóa chính trị. Đấy là nói lên một cái thể chế dân chủ và để nói lên rằng cái việc này nó nhằm cho cái mục tiêu phát triển, chứ không phải rằng chỉ mang tính chiếu lệ như mọi người khác. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà cái công thức của cái tham nhũng ấy nó có 4 yếu tố, thì công khai minh bạch là một trong yếu tố đó. Nếu như độc quyền cộng với cái bưng bít thông tin mà lại không có kê khai công khai minh bạch, lại không có giải trình, thì rõ ràng tham nhũng nó sẽ phát triển. Cho nên rằng tôi cho rằng cái khía cạnh văn minh, và bây giờ người ta thêm yếu tố nữa, đấy là đạo lý. Đạo lý. Anh thiếu trung thực như thế. Đúng rồi. Là dối trá. Đúng rồi. Là gian lận. Và như thế nó nói lên một cái điều tư cách, nhân cách của cái người cán bộ ấy không xứng đáng. Xin mà hơi mạnh một chút. Tôi đúng, đồng tình, là, nói đúng đồng tình với lại hai bác là đúng, cái kê khai tài sản là một cái việc mà nó thể hiện cái minh bạch về cái tài sản của những người cán bộ quản lý. Và dựa trên đó để ta giám sát xem anh này có tham nhũng để tạo ra tài sản tăng lên hay không. Tuy nhiên thì cái mục tiêu rất lớn như thế, nhưng vấn đề đặt ra là tại sao chúng ta đều ai nhận thức được chuyện đấy, nhưng mà trong thời gian vừa qua gần như cái kê khai tài sản nó không có tác dụng, gần như là không tác dụng nhiều lắm trong cái chuyện phòng chống tham nhũng. Đúng. Đấy, chúng ta bắt cái kê khai hết nhưng mà người ta vẫn tham nhũng. Vậy thì rõ ràng ở đây có đặt ra vấn đề là cái kê khai như thế đã mang lại hiệu quả hay chưa, vì sao không mang hiệu quả. Thì tôi cho rằng là cái việc thứ nhất ấy, là kê khai đúng hay không cũng không ai biết. Đúng rồi. Đúng không ạ? Vấn đề đúng. Là không ai biết. Không ai biết, kể cả bây giờ tôi có mang bảng tài sản của tất cả mọi người kê khai, mang công khai ra cho dân cư như bác nói. Đúng không? Dân cư thì cũng chỉ biết cái ông ấy ở cái nhà ấy thôi. Thế còn ông có mấy cái nhà ở đâu cơ? Không ai biết. Đúng không ạ? Ông có hay không? Mà cái nhà đấy ông có kê khai tên ông không hay ông kê khai tên người khác? Không ai biết. Đấy. Thế nên là cái để chứng minh rằng cái người kê khai tài sản có trung thực hay không trung thực cũng không phải dễ dàng. Ngay bây giờ khi xảy ra dư luận về một số cán bộ có những cái gọi là biệt thự, rồi có những cái siêu về biệt phủ, xác minh xem, tập trung vào các cơ quan, tập trung vào xác minh xem là vậy cái tài sản của ta hình thành ở đấy nó có gọi là minh bạch hay không, cũng còn chưa minh bạch được. Đấy, đấy là chúng ta tập trung vào, còn kia chưa nói cho đến hàng triệu cái bản kê khai như thế mà chúng ta không phải là cái đối tượng để thực hiện điều tra thì rất khó biết được là cái bản kê khai này đúng hay không đúng. Đấy, thế thì cái điều thứ nhất là chúng ta chưa có cơ sở nào để kiểm soát được là đúng hay không. Cái này nó không phải chỉ riêng về cái công tác kê khai mà liên quan đến cái yếu tố chúng ta hiện nay là cái quy định pháp luật về vấn đề liên quan đến cái chính danh tài sản chúng ta không có. Chúng ta không có cái quy định chính danh tài sản. Ô tô mua bán với nhau xong, thế tôi vẫn cứ để tên của các anh tôi đi. Ai không có ai gọi là tịch thu thì ô tô vẫn là của tôi. Đấy, cái nhà mua xong không sang tên vẫn là nhà của tôi. Và như vậy thì đương nhiên người ta có thể có rất nhiều tài sản người ta không đúng tên người ta và người ta sẽ không kê khai vào trong cái bản đó. Vậy thì không thể nói rằng là kiểm soát được. Đấy, cho nên tôi cho rằng là đấy là một cái lý do là cái chính danh về tài sản chúng ta hiện nay không quy định. Nếu như quy định chính danh tài sản, một cái xe anh mua xong anh phải sang tên chính chủ, nếu anh không phải tên của anh thì cái xe lập tức là tài sản của người đứng tên cũ, dù anh có thỏa thuận với nhau, dù có bằng chứng, dù có trường hợp gọi là đưa ra những người nọ kia làm chứng, không ý nghĩa. Với pháp luật phải đăng ký như thế. Cái nhà bán với nhau xong phải đăng ký tên, không đăng ký tên nhà đó là của người cũ. Thế thì khi đấy chúng ta mới có thể bắt buộc mọi người phải đứng đúng tên và phải kê khai thật. Đồng thời cái hệ thống kiểm soát, hệ thống thông tin, đúng không ạ? Bây giờ kê khai xong, kê khai đăng ký như thế, nhưng mà hệ thống thông tin nhà nước có hay không? Kê khai đăng ký nhà, cái hệ thống nhà đấy có hay không? Hệ thống đăng ký tài sản có hay không? Nếu hệ thống đăng ký tài sản không có thì người ta có đứng tên nhưng người ta bỏ sổ đỏ vào trong tủ, không ai biết cả. Đấy, cho nên tôi cho rằng ở đây nó phải đi kèm theo cả một cái, các cái yếu tố về mặt gọi là các cái cơ sở về pháp lý và cơ sở pháp lý kỹ thuật. Tức là ý ông Cường là kê khai thì phải trung thực là cái điều bắt buộc rồi, đúng không ạ? Điều tất yếu là phải làm rồi. Tuy nhiên là kiểm soát làm thế nào để biết nó có trung thực hay không thì cũng đang còn rất là khó khăn, đúng không? Thì có một cái giải pháp mà các khách mời các số trước có đưa ra ấy, đó là chúng ta công khai tất cả những cái bản kê khai đó lên trên website hoặc là lên trên những cái phương tiện online của các bộ ngành địa phương. Thì như vậy thì bất cứ chỗ nào người dân, mọi người đều có thể vào truy cập giám sát được và không đâu bằng tai mắt
mắt của nhân dân cả, mọi thứ thì người dân đều có thể kiểm soát và phát hiện. Thì không biết là các khách mời trong con số này thì nghĩ thế nào về cái đề xuất đó? Tôi hoàn toàn đồng ý. Có câu chuyện đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, trực Quốc hội của mình, từ trước nay có ai biết đâu. Nhưng đến khi đăng trên báo cái ảnh, thế là cuối cùng thì anh em mới bảo là không, ông này ông ở trong tù. Ông ấy khai ra 32 đồng chí trong tù. Thực chất là đồng chí đó không phải khai những người đã bị bắt. Tôi rất thân. Tức là đồng chí đó thì hiện nay mình, mỗi kỳ mình vào Cần Thơ mình đều đến thăm anh cả. Thấy thành cái phương pháp mà anh em nêu đó là rất hay. Tức trước đây thì báo chí mình chỉ đưa được cái hồ sơ lý lịch của các đồng chí, tức là như vậy cỡ bự thôi. Nhưng bây giờ với cái phương tiện này thì tất cả người nào mà ứng cử hay các gì đó mà nhạy cảm thì mình đưa được. Thành tôi rất đồng ý với cái phương án đó. Trước đây thì ở trong mặt trận, lúc mà chưa có cái Facebook với Wi-Fi này thì họ thường đề xuất, rằng thời xưa cái giám sát và kiểm tra cái trung thực về chính trị mà cái lý lịch của bọn mình ấy, thì nó làm ghê gớm. Bên đời bố, bên đời mẹ, rồi người vợ, rồi đến các con. Thế thì các ông ở trong đoàn chủ tịch, các ông bảo thế đối với những đồng chí lãnh đạo cao nhất thì tại sao chúng mình không có thể giám sát được bằng cái hình thức cái thời xưa chúng mình đã làm. Thế bây giờ mở rộng ra đối với những đồng chí mà làm ở những lĩnh vực mà nhạy cảm, ví dụ như là lĩnh vực mà ăn đất ấy, thì tại sao chúng mình không yêu cầu kê khai xong chúng mình đưa lên trên mạng. Thì tôi rất đồng ý với cái ý kiến mà đồng chí Chi vừa nêu, rất hay. Ông Khải nghĩ nào? Tôi thấy rằng là đúng như các anh nói là cái việc kê khai và cần phải được cho dân biết. Chứ nếu như kê khai xong cho vào trong tủ và đồng thời nội bộ biết với nhau, và thậm chí kê khai trong nội bộ, trong chi bộ, rồi là thì càng bí mật, càng kín. Cho nên rằng là cái phương tiện để công bố thì cũng tùy ở cấp độ nào đó công bố, chứ cũng không phải là cứ đưa lên mạng tùm lum, bởi vì cái bộ máy công chức của chúng ta tới hơn 2 triệu, gần 3 triệu. Không đủ chứ. 2 triệu 8. Trong cái đó ở các nước thì cái bộ máy này gọn nhẹ hơn. Người ta công khai, người ta dễ hiểu biết được. Và chúng ta, do đó chúng ta phải khu trú lại xem là cái nhóm nào, như là lúc đầu các anh nói, là chúng ta cần phải công khai trên các cái hình thức công khai ra làm sao. Ngay trong quá trình công khai thì nó cũng có các mức độ của nó. Ví dụ như là cũng người ta cũng công khai đấy, cũng công bố đấy. Nhưng là người ta chỉ công bố cái quy định về cái việc đồng chí này đã thực hiện theo cái kê khai. Và cái kê khai này là cũng hoàn toàn là không có vấn đề gì, vì đã có xác nhận ở địa phương, đóng dấu đàng hoàng, phường, xã. Cho nên rằng cái công bố tới mức độ nào và thời điểm nào và công bố trước đối tượng nào lại là một vấn đề mà hộ kê khai thì luật của chúng ta nên bổ sung để cho nó đầy đủ và nó chi tiết, để có tính khả thi của luật trong cuộc sống. Chứ nếu không thì nó cũng sẽ rơi vào trong tình trạng là có luật nhưng mà người ta công bố có giới hạn. Bởi vì ở chỗ ta, nó đất nước ta nó có một cái đặc điểm là có rất nhiều cái thứ mà đôi khi người ta lạm dụng nó. Đấy là cái dấu mật, tuyệt mật, tối mật. Thậm chí là một đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã có trong một đoạn thảo, anh ngạc nhiên, anh bảo rằng tôi không ngờ rằng trong cái giấy mời đi học của tôi cũng có cái dấu chữ mật. Thế mà nếu như thế thì cái công khai của chúng ta nó càng ngày nó càng bị co lại và nó không có giá trị nữa, và người ta cũng không dám công khai. Thậm chí là khi mà chúng ta làm hiến pháp nhé, cái văn bản lần thứ 5, anh Nguyễn Đình Lộc đó là Bộ trưởng Tư pháp đã view rồi, cái dự thảo lần thứ 5 để công bố rộng rãi cho mọi người biết năm nay, năm 2012 chuẩn bị công bố, thì anh cho tôi đọc, anh bảo là nhưng mà anh không được nhân bản nữa vì ở đây có cái dấu mật. Cái văn bản mà để xin ý kiến nhân dân và xin ý kiến các tổ chức xã hội mà lại đóng dấu mật thế thì ngay bộ trưởng cũng ngại. Cho nên là nó có vấn đề về cái việc công khai và mức độ công bố như thế nào. Vâng. Đúng là
tôi cũng thấy rằng là ngay bản thân trong Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cũng nói cái chuyện là hiện nay đang lạm dụng cái dấu mật. Và là lạm dụng dấu mật. Ngay bản thân các đại biểu Quốc hội cũng đang phải chịu cái tình trạng như thế. Tức là nhiều văn bản có dấu mật quá. Đấy. Mà nhiều khi thấy trong đấy nó chẳng có cái gì mà đáng phải mất cả. Thế nhưng mà vì là những người quản lý thì người ta nghĩ thì an toàn cho người ta, cho nên thôi đóng dấu mật đấy thì không sao cả. Vâng, đấy là cái điều mà tất nhiên là cái này thôi, chỉ nó nằm trong cái quy định về việc gọi là quản lý hệ thống các văn bản thông tin thì như thế nào là mật, như thế nào không mật, thì cái đấy có lẽ cũng cần phải có những ý kiến. Quay trở lại cái việc mà kê khai ấy, thì tôi cũng thấy rất là đồng tình với lại ý kiến của chúng ta vừa trao đổi ở đây, cũng như là các cái đại biểu trước ấy, là chúng ta phải minh bạch, chúng ta phải công khai lên trên trang thông tin mạng, rồi là đưa cho cộng đồng dân cư, chỉ có dân là cái người mà tai mắt rõ nhất. Đấy. Tuy nhiên thì tôi cũng phải nói một cái điều thế này, ngay chúng ta bây giờ cứ tất cả các bản kê khai tài sản mà công bố hết lên trên mạng, dán hết lên các khu dân cư, chỉ cần làm động tác đấy thôi, hỏi rằng là đã kê khai trung thực hay không, đấy, chưa chắc. Nhưng đó là cơ chế kiểm soát và giám sát. Đấy là một thôi, tức là một cái để có thể gọi là để người dân biết đến thôi. Chứ còn chắc gì người ta đã kê khai hết. Đấy, mà càng công khai như thế, có khi người ta lại càng giấu. Bây giờ chẳng hạn người ta có vàng nhà kê khai không? Có vàng kê khai không? Tôi có vàng kê khai ở đấy, có khi là trong biết đâu được công khai dân cư thế, có khi này kẻ cướp nó lại đến cắt cổ rồi sao? Đúng không ạ? Người ta cũng nghĩ chuyện đó. Đấy, và tôi không khai cũng không ai biết được là tôi giấu vàng nhà. Đúng ạ, không ai biết được. Đúng rồi. Đúng ạ, ai biết không, được. Không dễ đâu. Bây giờ tôi có đất. Bây giờ tôi xin nói rằng là cái tham cái người tham nhũng tử tế, gọi tham nhũng thật thà thì đương nhiên là sợ rồi, phải kê khai hết. Đúng rồi. Nhưng mà thưa với các bác rằng có những cái anh tham nhũng nó trở thành sâu ngọt rồi. Cái tham nhũng đấy mới là ghê gớm. Và nó có đầy đủ các cái thủ đoạn. Cấp duyệt một cái dự án cho một cái nhà đầu tư, một doanh nghiệp. Thế là doanh nghiệp này phải dành giường lại cho cái ông đấy mấy chục liền đất. Đúng không ạ? Nhưng mà có bao giờ tên ông đâu? Làm gì có tên ông ấy? Không có tên nào hết. Đúng rồi. Đấy. Ông có kê khai không? Đấy, chúng ta nhìn như hiện nay các khu đô thị đầy các cái biệt thự rêu phủ, cỏ phủ. Đúng không? Cái đấy là ai? Làm gì ai biết được cái biệt thự qua? Đúng. Bác có kê khai dân có rời không biết được cái biệt thự được qua. Không biết. Đấy. Đấy là những cái dạng đấy mà cái dạng mà chúng ta cần phải kiểm soát. Những cái dạng đấy mà dạng chúng ta cần phải chống thì cái việc này chúng ta vẫn chưa xử lý được. Đấy. Cho nên là tôi mới cho rằng là phải quay trở lại bên cạnh cái việc là người dân là những người giám sát thì cái hệ thống quản lý nhà nước, hệ thống thông tin đó phải kiểm soát được. Nếu như mà hệ thống thông tin không kiểm soát được, không cần phải ông kê khai, nhà nước chỉ cần tra vào trong mạng, hệ thống sở hữu về đất đai, về nhà cửa, về tài sản, người dân nào muốn quan tâm tra vào mạng cái nhà được của ai ra ngay. Thế thì khi đấy không nào giấu được cả. Ông không kê khai nó cũng chặt ra. Đấy. Cho nên tôi cho rằng là để đảm bảo trong cái kê khai của ta nó có hiệu lực hiệu quả thực sự thì chúng ta phải có các cái yếu tố về mặt quản lý đi kèm theo. Và đúng, tôi rất đồng tình là chúng ta phải xem đối tượng nào là đối tượng cần phải công khai rộng rãi, đối tượng nào là đối tượng mà công khai quản lý theo mức độ nào, bởi vì nhiều khi nó còn liên quan đến chuyện quyền tài sản, quyền cá nhân. Đấy, chẳng hạn bây giờ một cái ông rất bình thường thôi, ông làm nhân viên kế toán của một cái phòng ở đấy, một cái anh làm phòng tổ chức lao động đấy. Nhưng mà ông ta về một nguyên lý là phải kê khai tài sản, thế là tài sản ông ta phải bung hết. Đúng không ạ? Đúng. Ngay bây giờ một người dân bình thường thôi, tự nhiên phải trong nhà có cái gì cái khoai tung hết thiên hạ. Người ta cũng cho rằng như vậy có là động tư và riêng tư của tôi. Đúng không ạ? Đấy, cho nên là nhưng nếu như anh ở những vị trí quản lý, những vị trí lãnh đạo cấp cao, anh là những người đã phải đứng chịu trách nhiệm chung của cả đất nước này, anh phải hy sinh và anh phải cam kết với xã hội rằng đây tôi như thế này và tôi sẵn sàng nhận. Đấy, chứ còn thì khi đấy chúng ta phải công khai cho nó. Cái quan trọng là chúng ta phải đưa ra một cơ chế để kiểm soát. Cơ chế kiểm soát người dân, đấy là một cái yếu tố. Minh bạch, chúng ta nói ở đây minh bạch đây không phải chỉ minh bạch tài sản. Tôi cho rằng là cái quan trọng nhất là cái minh bạch trong quá trình để làm thế nào ngăn chặn cái chuyện tham nhũng để nó không trở thành tài sản của ông ta. Chứ còn tôi xin nói rằng khi đã trở thành tài sản của cái người mà có ý đồ tham nhũng ấy, nó có vô cùng cách để nó giấu. Nhiều thủ đoạn. Vô cùng nhiều thủ đoạn để giấu. Chứ không phải nó chỉ mua cái nhà không có tên ở đấy đâu. Mua cái ô tô nó phơi đấy đâu. Đấy là những anh gọi là tham nhũng nhỏ nhỏ. Những người mà đang thật thà thì mới mua cái nhà to lên, xây nhà to lên. Và thậm chí cái nhà mà kê khai xây to lên ấy, nó chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với tài sản của cái người tham nhũng này có. Còn nó đang chìm ở đâu, nó giấu ở đâu đấy. Mà không có anh nào có thể nhìn thấy được. Cho nên tôi cho rằng là đúng, kê khai tài sản là một cái biện pháp để chúng ta ngăn chặn cái chuyện là anh sẽ có hậu quả nếu anh xảy ra. Nhưng mà chúng ta phải minh bạch công khai ngay từ cái khâu trong cái quá trình để thực thi các công vụ, để thực thi các cái quyết định để làm nào mà không thể có nào tham nhũng được vào đấy. Vâng.
Nhân ý kiến anh Cường nói về cái việc mà để cho người dân được biết mà, thì tôi cho rằng nó còn liên quan đến cả cái khiếu nại tố cáo. Và nếu như mà có dân chủ thực sự và có tôn trọng cái người dân thì phải có cái cơ chế khiếu nại tố cáo, lắng nghe tất cả mọi ý kiến, kể cả cái gọi là người ta không dám ghi tên, bởi vì người ta sợ trù úm lắm. Cái hiện tượng trù úm, thậm chí hàng xóm bên cạnh với nhau thôi mà ông tố cáo tôi mà, thì ông sẽ ăn bom bẩn đấy. Cho nên rằng phải có cái cơ chế bảo vệ cho cái người tố cáo. Và đặc biệt là tôi thấy cũng có nhiều văn bản mà đôi khi nói về luật thì lại thấy rằng trong các cái luật thì chính cái luật tham nhũng của chúng ta, thế giới nước ngoài người ta nói rằng luật rất là chi tiết và khá hơn nhiều luật khác đấy. Nhưng tính khả thi của nó không có, bởi vì có nhiều cái luật khác bên cạnh ấy nó lại ước chế làm cho cái luật tham nhũng không làm được. Ví dụ như cái việc mà người dân tố cáo, người ta có quyền tố cáo qua bằng một cái thư điện tử không ghi tên, không có địa chỉ. Vì nếu địa chỉ thì người ta sợ trú lắm. Cho nên rằng cái cơ quan mà xử lý ấy cũng nên lắng nghe cả cái ý kiến của những cái địa, của cái người tố cáo mà không có ghi địa chỉ. Và chính trong cái luật tố cáo, cái hạn chế mà của năm 2005, cái luật 2005 về phòng chống tham nhũng ấy, thì cũng không tôn trọng cái yếu tố này. Và còn nhiều cái điều khoản là không nói cụ thể hơn, không có chế tài, không có các quy định cụ thể. Cho nên làm cho cái người tố cáo là người dân, người phát hiện là người dân mà, người ta cũng ngại, người ta cũng chẳng dám làm, người ta cũng thôi để các ông làm với nhau. Tôi thấy thế này, đúng là những vấn đề chúng mình nêu ra công khai là cực kỳ cần thiết. Nhưng mà cái vấn đề giám sát cần phải đặt mạnh hơn. Mình nhớ mãi Bác Hồ cứ dặn là có một cái chủ trương một, nhưng mà giải pháp, biện pháp thì phải 10, quyết tâm thì phải 20. Chúng mình có cái chủ trương rất đúng là vấn đề chống tham nhũng, nhưng mà thời gian vừa qua những biện pháp của chúng ta chưa nhiều. Đấy, thí dụ như công khai là một biện pháp, nhưng cái biện pháp về vấn đề tức pháp luật như thế nào, cụ thể một cách chi tiết cái luật đó ra, để như cái kiểu mà của Singapore, nó nói rằng không thể, không tha giáp và không muốn. Tức là rõ ràng những cái đó là mình phải cụ thể ra. Và cuối cùng là phải cái quyết tâm. Thí dụ chống tham nhũng nhé, chúng ta nói bao nhiêu năm rồi, cái đại hội 6 đổi mới thì đại hội 7 nó bắt đầu xuất hiện tham nhũng rồi. Một số cán bộ đảng viên có chức có quyền thoái hóa biến chất nhé. Đến đại hội 8 thì như vậy không còn một số, mà văn kiện nói là một bộ phận cán bộ đảng viên có chức có quyền thoái hóa biến chất. Và chúng mình có cái hội nghị trung ương 6 lần 2 để là chống. Thì đến đại hội 9 lại không còn một bộ phận, một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có chức có quyền thoái hóa biến chất. Và đến đại hội 10 thì nó vẫn cứ không nhỏ, mặc dầu rằng có đồng chí muốn là bỏ đi. Và đến đại hội 12 mới vẫn nhỏ. Thì sao? Vì vấn đề chính ở chỗ này là cái quyết tâm của chúng mình với cái giải pháp của chúng mình chưa tốt. Thành ra đến cái đại hội 12, cái hội nghị trung ương 4 bắt đầu phát, quyết tâm chưa phải toàn đảng, nhưng đại đa số các đồng chí trong trung ương, thì chúng mình làm được cái ngày nay. Thì tôi cho rằng cái chủ trương đúng, nhưng thời gian và giải pháp của chúng ta chưa đủ, và cái quyết tâm của chúng ta từ trung ương đến địa phương chưa đủ mạnh. Thành ra trung ương cứ nói rằng trên thì nóng mà dưới thì lạnh, nên giữa thì ấm. Thế thành ra tôi nghĩ rằng nó phải là những cái đồng bộ thì mới có thể giải quyết được. Tự nó phải kê khai đúng, tự cái người cán bộ nó phải kê khai đúng. Chứ còn nếu như mà cứ phải để ép được không, ép được anh khác ấy, là nó hơi khó. Và như vậy ấy, thì có lẽ cái điều đầu tiên tôi cho rằng là phải có một cái quy định rất là chặt chẽ. Khi anh đã là đối tượng phải kê khai, nếu mà anh kê khai không đúng, không trung thực, thì anh sẽ phải chịu một cái xử lý hết sức nặng nề ở đây, nghiêm khắc. Thứ nhất, cái tài sản anh kê khai không đúng đấy là phải tịch thu. Không có chuyện là 40%, 50%. Đấy, anh không kê khai, anh giấu, anh cố tình anh giấu là phải tịch thu. Và thứ hai là phải xử lý. Đấy, phải xử lý trách nhiệm hành chính về mặt là cán bộ công chức.
Nếu như thế thì người ta mới có thể người ta sợ, người ta phải nghĩ đến chuyện là phải kê khai. Đấy, có thật hay không? Đấy, tất nhiên quy định như thế rồi vẫn chưa đủ. Bởi vì sao? Bởi vì cái anh tham nhũng được ấy, nó tham nhũng được 10 cái thì thôi nó cứ giấu. Giấu phát hiện cái nào thì nó thu cái đấy, mất cái đấy, không sao cả. Và giả sử có bị xử lý ấy, thì có khi xử lý còn nhỏ hơn là cái chuyện là gì, là để kê khai cả 10 thì lại nó lại vướng vào cái tội tham nhũng. Thế nên nó vẫn cứ giấu. Đấy thì nói kể cả cái chuyện là ta quy định như thế rồi, có thể những cái anh đấy nó vẫn cứ giấu. Nhưng mà ít nhất trước hết là chúng ta phải xử lý cái chuyện là nếu ông kê khai mà không đúng, bất kể nhân dân hay ai phát hiện ra có một tài sản mà ông kê khai, cái đấy tài thu, đồng thời anh phải bị xử lý đấy, về mặt hành chính, về mặt công chức. Đó. Tôi cho rằng là cái đấy phải quy định rất chặt chẽ. Nếu không quy định như thế thì khó để người ta buộc lòng phải kê khai. Đấy, cái thứ hai nữa là đúng là phải có cái cơ quan kiểm soát. Kê khai xong rồi phải có kiểm soát. Đấy, bây giờ ai là người kiểm soát? Tất nhiên người dân rất là tốt là công khai để người dân phát hiện. Thế nhưng mà người dân cũng không thể nào là cái chức năng người ta làm được đi lấy thông tin, nhà nước đi tìm thông tin. Nó phải có cái cơ quan đứng để kiểm soát. Trước nay chúng ta đang giao cho cái tài sản này, kê khai này cho chính cái ông thủ trưởng cái đơn vị đấy. Ông ta quản lý và ông ta kiểm soát. Thế thì bản thân ông ấy kiểm soát ai? Ai kiểm soát? Đấy. Cho nên là rõ ràng chúng ta phải phân định ra đối tượng cán bộ nào thì thuộc cơ quan nào kiểm soát. Và tôi cho rằng phải chuyên trách hóa cơ quan kiểm soát này. Trong dự thảo luật hiện nay thì đang đưa ra hai cái nhóm, một cái nhóm là phần lớn các cái kê tài sản đó sẽ chuyển cho cơ quan thanh tra. Ví dụ như là ở tỉnh thì cơ quan tỉnh, ở bộ thì chuyển cho bộ đúng không ạ? Trung ương thì là thanh tra chính phủ. Thế còn cái nhóm mà thuộc cái diện gọi là cán bộ trung ương quản lý, ví dụ như là các cái đồng chí ủy viên trung ương, ủy viên bộ chính trị các thứ thì sẽ thuộc về cơ quan của Ủy ban kiểm tra trung ương đảng quản lý. Tôi nghĩ rằng là nếu như quy định rất rõ chỉ những cơ quan này trách nhiệm là phải kiểm soát cái tài sản này, kiểm soát cái bản kê khai này, thì nếu như sau này mà nhân dân phát hiện ra một cái bản kê khai đấy không trung thực, người ta có năm trước kê khai không có một cái nhà, năm sau kê khai không kê khai hoặc kê khai tăng thêm vài cái nhà vài tài sản mà cái cơ quan xử lý ấy anh không xử lý thì cơ quan đó phải chịu nhiệm. Đúng. Đấy, nhân dân phát hiện ra thì ông dân phải chịu nhiệm. Thì như thế tức là bản thân cái người cán bộ kê khai cũng phải kê khai đúng. Nếu không kê khai đúng anh ta bị xử lý. Cái người được giao trách nhiệm về quản lý cái bản kê khai đấy cũng phải làm đúng, chứ không phải vì nể thân rồi không phải vì cái chuyện là có cái gì đấy thỏa thuận với nhau mà không xử lý. Anh không xử lý, người khác phát hiện ra anh sẽ phải chịu nhiệm. Thì tôi cho rằng là nếu như chúng ta làm tốt hai cái cơ chế đấy, quy định chặt chẽ như thế thì tôi nghĩ rằng là cái kê khai tài sản nó cũng sẽ bắt đầu có hiệu lực hơn. Nhưng mà cái sâu xa hơn nữa tôi vẫn nói rằng là nó phải thực hiện cái chuyện là đăng ký chính danh và phải được thông tin hóa. Cái cơ quan chẳng hạn như giao cho thanh tra thì toàn bộ tài sản này nó phải được đưa vào hệ thống tin học hóa, phải thành cái hệ thống thông tin tài sản. Thậm chí người dân người ta có thể truy cập vào đấy, người ta biết được cái thông tin. Đấy. Và phải cái cơ quan phải làm chuyện đó và người ta phải cập nhật được hàng năm. Đúng. Chứ còn bây giờ cứ tờ giấy này cứ xếp chồng đống đấy làm sao đọc được. Nhưng mà hàng năm anh cập nhật vào cái hệ thống đó thì tự nhiên cái số tài sản nó dư dôi lên, nó cũng bất hợp lý, nó chặt ra đấy người ta mới nhìn kiểm soát được. Cho nên phải hệ thống tin học hóa, phải đưa các hệ thống này vào thông tin. Và tất cả những thứ mà liên quan đến cái tài sản chúng ta cần kiểm soát ấy, là phải được đăng ký chính danh. Nhà, đất, ô tô, tài sản lớn, tất cả những thứ đấy chúng ta đều hiện nay đang có đăng ký rồi, đều có tên rồi. Và chính chủ và pháp luật chỉ thừa nhận trong các chuyện quan hệ chính chủ đó. Cơ quan quản lý nước phải có một hệ thống thông tin đó. Tôi nghĩ rằng nếu như làm tốt được việc đó thì chúng ta mới hy vọng rằng cái chuyện về quản lý tài sản có cái hiệu lực. Tôi cho rằng là cái ý kiến anh Túc, anh Cường nói như thế thì cũng đúng là một cái hướng của cái giải pháp để mà làm cho cái kê khai nó có hiệu quả. Và tôi xin được bổ sung thêm là đối với cái đối tượng kê khai thì cũng không nên theo cái kiểu mẫu có một cái dòng chữ in sẵn ở đấy mà gần như là vô cảm đối với người kê khai, là tôi xin đảm bảo hoàn toàn lời khai trên là đúng sự thật. Tôi đề nghị gạch bỏ cái câu này đi. Cái câu này phải chính cái người kê khai viết bằng chữ tay của mình thì mới nhận thức ra được. Tôi xin đảm bảo đúng lời khai trên đây là hoàn toàn sự thật. Chứ không nên có cái câu dẫn thế rồi và người ta chỉ điền vào như là một cái chiếu lệ xong rồi là ký tuyệt cái xong. Nó mang tính chất hình thức. Đấy là một cái điều mà tôi cho rằng là khi và người kê khai người ta phải cân nhắc lắm trước khi ký, phải viết cái câu đó vào để có cái ý thức rằng
mình còn thiếu cái sót gì đây? Mình có dám đủ trách nhiệm và liêm sỉ, tôi xin nói thêm cả chữ liêm sỉ, để ghi cái câu chữ này không? Có dũng cảm không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đối với Trung ương, tôi toàn toàn ý kiến anh Cường và ý kiến anh Túc, mà tôi đề nghị là chúng ta nên tham khảo cái cơ quan phòng chống tham nhũng của Singapore. Nó có một cơ quan chuyên trách, và cái cơ quan chuyên trách ấy nó gồm có một chủ tịch, hai phó chủ tịch và một số bộ phận giúp việc khoảng 50-60 người. Thì cái thư ký bộ phận mà hành chính thông tin các thứ khoảng 20 người. Còn 30 người ấy là 30 chuyên gia có nghề nghiệp ở tất cả một số các cái lĩnh vực. Nó đọc, nó soi, nó thẩm định và nó kiểm soát. Và có vấn đề thì lúc đó nó đưa các cái cơ quan điều tra vào để làm rõ. Thì tôi cho rằng cái cơ quan phòng chống tham nhũng của ta ở Trung ương hiện nay mà, thì cái các đồng chí rất tốt và cũng có nhiều cái công việc, nhưng mà cái tính chuyên nghiệp của nó để mà phát hiện ra những cái kê khai của cán bộ cao cấp là không có. Cho nên rằng cần phải làm như vậy. Nhân cái chuyện này tôi nói về cả về vấn đề luật và cái cơ chế kiểm soát quyền lực. Chúng ta có hai vòng kiểm tra kiểm soát quyền lực. Vòng thứ nhất là vòng kiểm tra kiểm soát nội bộ bên trong. Nhưng cái vòng kiểm tra kiểm soát nội bộ bên trong thường nể nang lẫn nhau và đôi khi xuê xoa. Không phải ngẫu nhiên mà cái ông tổng thanh tra chính phủ của cái khóa trước, trước cái anh Huỳnh Phong Danh cơ, cái ông Lê Văn Truyền, Lê Văn Truyền, Lê Văn Truyền. Gì đấy, tức là ông mà làm thối móng tay ra, nhưng cuối cùng là ông ấy có cả cái biệt thự, cả một khu villa hàng nghìn mét vuông, hàng vạn mét vuông, và đồng thời lại còn có đơn xin thành ủy cấp nhà đã có 2-3 cái rồi. Về đổ cho là ông ấy khai là gì, là đây là anh chị em người ta tặng. Tôi cho rằng là cái kiểm soát vòng trong như vậy là hỏng, có lỗ hỏng, và chính cơ quan kiểm tra thanh tra mà lại còn nhem nhuốc như thế thì làm thế nào được kiểm tra? Đấy cũng là một nguyên nhân. Nhưng cái quan trọng hơn mà gần đây, cách đây 2-3 ngày, tôi thấy Tổng Bí thư nói rất nhiều về vấn đề là coi trọng dân, tất cả mọi thứ đều ở nơi dân. Đúng rồi. Nhắc lại hiến pháp của cụ Hồ ngày xưa. Đúng rồi. Và đồng thời chống tham nhũng có hiệu quả hay không phải dựa vào dân. Đúng. Thì đây là cái kiểm soát vòng ngoài, mà cái cơ chế kiểm soát vòng ngoài phải tạo không khí dân chủ và cái đối thoại và có trả lời, chứ không phải nhiều cái trường hợp mà người ta có tố cáo nhưng mà gửi thư lên yên lặng và không có đối thoại, không có trả lời, không có hồi âm thì người ta cũng chán. Đúng. Và do đó tác dụng của cái việc tố cáo nó không còn nữa và người ta cũng không muốn làm, và như vậy là làm cho tham nhũng nó càng có điều kiện là gì, các ông các bà cứ tố cáo đi, chả là cái đi gì cả. Vâng, biệt phủ nó vẫn cứ mọc lên ầm ầm. Mà cho nên rằng là chúng ta phải bổ sung hoàn thiện những cái luật của chúng ta còn nợ dân, trong đó mà có cái luật về hội mà liên quan đến mặt trận. Đúng. Luật của mặt trận kỳ tới tôi hy vọng rằng sẽ có những cái điều mà tạo điều kiện cho dân để kiểm tra, kiểm soát, phản biện, giám sát xã hội đúng với tính chất của nhà nước dân chủ, văn minh và tiến bộ. Vâng ạ. Xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Thưa các khách mời, sau khi chúng tôi thực hiện 6 số đối thoại bàn về cái dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi thì rõ ràng chúng tôi thấy có rất là nhiều những nội dung trong đó mà được các khách mời bàn luận, và cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều, mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau. Thứ nhất là đối tượng kê khai là ai, đó cũng đã là một cái nội dung mà rất là nhiều các khách mời đưa ra ý kiến. Có người thì cho rằng là kê khai trong một cái nhóm nhỏ thôi để chúng ta có thể kiểm soát một cách tốt nhất, có người thì cho rằng là kê khai toàn bộ. Đấy là cái nội dung đầu tiên. Nội dung thứ hai là cái cách thức mà chúng ta kê khai tài sản như thế nào, cơ quan nào là cơ quan giám sát. Ngay ngày hôm nay chúng ta nói là cần phải có một cơ quan giám sát, nhưng các số trước lại nói rằng là chỉ cần người dân và cái bộ máy hiện nay đủ thực hiện đúng cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của mình đã là việc giám sát đã rất là đạt kết quả tốt hơn như là cái thực tế hiện nay. Và thứ ba là chúng ta sẽ có những cơ chế hình thức xử lý như thế nào khi mà phát hiện ra tham nhũng. Thì tôi nghĩ là rất là nhiều các nội dung, nếu mà chúng ta bàn thêm nữa thì có lẽ là lại mổ xẻ thêm những vấn đề khác liên quan đến việc phòng chống tham nhũng. Thế tuy nhiên là với cái đề tài của đối thoại ngày hôm nay, đó là việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ công chức, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng đã nói được một phần nào những cái hiện trạng
hiện nay của cái việc kê khai cũng như là đưa ra một số những cái giải pháp và cách thức để chúng ta có thể có cái kết quả kê khai một cách hiệu quả không hình thức như là chúng ta đang kỳ vọng, thì tôi nghĩ là đó là những nội dung mà chúng tôi cũng như là rất nhiều khán giả VTV đã thu nhận được sau cái chương trình đối thoại ngày hôm nay ạ. Thì rất là cảm ơn ba khách mời đã rất là tâm huyết, đã rất là nhiệt huyết chia sẻ với đề tài của chúng tôi ạ. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và theo dõi nhiều chương trình đối thoại tiếp theo liên quan tới đề tài này ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại các chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vtv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.